xem cái cánh đồng lúa mà nó còn một cái đám ruộng này thôi, ruộng mà nó ngã chật bẹp luôn. Đây, cắt rất là khó các anh. Ở đây các anh giữ ruộng ra bắt ruộng. Chỗ này cao dễ quan sát cảnh bắt chuột. Kìa dính nó kìa. Dính đi kìa, còn không có đỏ biết dính không. Dính luôn rồi đó. À, dễ quá hả? Rồi còn hai đường nữa hả? Rồi cậu lúa xuống chưa? Rồi, trường vui. Rồi leo lên máy luôn. Quân này nè, cắt nãy giờ gần hết đám rồi, cậu nó mới ra. Cậu lúa tiếng máy chạy xích biển người, xích giữa máy cắt biển người à, máy cắt nó quay xuống hai đường nữa, quay xuống đây đường, lên đường ổ đỏ chạy phút dưới bắt chuột. Quay xa ảnh nhẹ các bạn. Để gì luôn, để mình coi cái cảnh mà dí bắt chuột xuống nữa rồi đó.
Toyota DC 70 lít các bạn. Đó, hai anh đi hai bên cánh quạt trường.